Hello anh em. Hôm trước thì có anh em có hỏi là ở bên cửa hàng có cái mẫu xe gầm cao máy thoáng mà với cái tầm 400 đổ lại không? Đấy, thì đây hôm nay em mới về nha anh em nhé. Mới về một chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2012, đăng ký 2013, tức là lăn bánh 2013, phiên bản số tự động, máy xăng, động cơ là 2.7, chạy cực bốc khỏe, xe gầm cao máy thoáng, lại mang biển kiểm soát thủ đô nữa. 29 là 53691, sơn xi màu đen, thì dòng xe Fortuner thì đẹp nhất anh em nhé, đẹp nhất là màu đen này. Và đặc biệt là chiếc xe này có tình trạng là zin nguyên bản từ thân vỏ đến máy số, nội thất con này quá là đẹp, quá là cứng. Chiếc xe này thì bên em thì xe đẹp như vậy thì cũng mua với mức giá nó cũng tương đối là căng. Đấy, nếu mà không bán được thì em sẽ đi Tết, em sẽ đi Tết anh em nhá, em đi Tết. Đấy, dòng này mà đi Tết chơi, đi chơi du xuân thì thôi miễn bàn luôn anh em ạ. Gầm cao máy thoáng, gầm cao máy thoáng này đăng ký 7 chỗ ngồi nhá. Đấy, nội thất này nguyên bản này, đẹp mướt mượt mượt từ trong ra ngoài. Anh em nhìn nội thất ghế da nguyên bản nó như thế này, không khác gì mới anh em ạ. Đó, trang bị túi khí, màn hình cam lùi, nhạc nhẽo đầy đủ, có cả cam hành trình thì phải. Đó, em mua về em chả để ý đâu. Đấy, cam hành trình mình cũng chả mấy khi dùng đến. Đó là phần vô lăng này, vô lăng bọc da, trên vô lăng tích hợp các phím bấm vật lý, chân lì nguyên bản, chân lì nguyên bản nhé. Phần tem mác này 2012 nhé. Chiếc xe trên đăng ký là trên đăng kiểm lăn bánh đăng ký là hạn lăn bánh 2013. Đấy, tất cả các cánh cửa cột kèo keo chỉ là còn zin nguyên bản. Nội thất quá đẹp, cửa đóng cực êm. Đấy, dòng này thì hàng ghế thứ hai thì siêu rộng rồi, ngồi rất là thoáng luôn nhá. Đấy, thảm trải xịn sò. Đấy, dòng này thì dẫn động cầu sau cho nên là nó sẽ có một chút gồ lên ở phía giữa này. Nhưng ngược lại dẫn động cầu sau thì anh em đi đường trường thì miễn bàn luôn. Điều hòa 3 dàn, đăng ký 7 chỗ ngồi. Đấy, gầm cao này. Em cao 1m7 mà đứng còn vẫn còn khoảng 3 đến 40 phân nữa mới lên đến nóc nha. Đấy, giá nóc để hàng đầy đủ này. Toyota Fortuner sản xuất 2012, lăn bánh 2013, phiên bản số tự động, một cầu, máy 2.7, máy xăng bản V. Đang có mức giá đề xuất là 390 triệu đồng bao hồ sơ cho anh em. Đấy, hồ sơ thì hiện tại bây giờ thì nó còn khoảng 20 ngày nữa là đến Tết rồi. Người ta nghỉ Tết rồi. Thì anh em nếu mà đấy, nó sợ có thể là không làm kịp hồ sơ thì anh em cứ để đi Tết. Sau đó thì ra riêng mình có thời gian rảnh rỗi thì mình ra tên nhá. Còn nó cứ để mà đi thôi. Công việc ngoại giao cuối năm một đi lại, cuối năm chắc là anh em cũng phải đi lại rất là nhiều, làm kinh doanh hoặc là đi lại quê kiếp. 7 chỗ ngồi mà đây vẫn còn chỗ để đồ này, để vali các kiểu rất là thoải mái. Nội thất quá sạch đẹp luôn. Con này mà em chưa bán được trước Tết thì em sẽ đi Tết đi chơi xuân, đấy, du lịch ra Tết qua tháng riêng, đấy, đi chơi du lịch các kiểu xong rồi mới bán tiếp anh em nhé. Sơn xì thì miễn bàn rồi, sạch sẽ đẹp đẽ, màu đen thì quá ok luôn, lốp láp dày, đăng kiểm rất là dài. Wow, đẹp đến từng cm anh em nhé, từng cm này. Anh em mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại mà em đưa lên. Anh em xem xe để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Đó, một chiếc xe gầm cao máy thoáng với cái tầm tiền này rất hợp lý anh em ạ. Mà dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản này thì bền thì tôi rồi. Hệ thống âm thanh là 6 loa, 4 loa chính và 2 loa tép. Ốt đồ hơn 12 vạn anh em ạ. Đấy, cửa đóng cực êm luôn. Này, màn hình tablo trung tâm rất là đẹp. Đó, màn này thì chạy được cả đĩa DVD nhá. Đó, chạy cả DVD. Anh em cắm USB thẻ nhớ các kiểu. Âm thanh rất là hay luôn, điều hòa auto. Cảm biến lùi. Học để đồ rất là thoải mái nhá. Phiên bản số tự động. Số tự động anh em này. Có cái củ số này. Đấy, quá
đẹp luôn này, số zích zắc nha, hỗ trợ leo dốc đổ đèo số 3D2 số thấp nữa. Ghế da này quá đẹp, chưa bao giờ em làm xe mà có cái con 2012 mà lại đẹp đến như vậy anh em ạ. Trời ơi, cái này nó là gần như là cảm biến áp suất lốp anh em ạ. 2012 mà đẹp như vậy. Đấy, nên là mua rất là gấu, nếu không thì em để đi Tết đi chơi du xuân thì chán chê thì bán, kể cả chấp nhận nếu mà ra riêng nó mất giá thì có thể bán cắt lỗ cũng ok. Cơ bản là mình phải đi chơi Tết này, điều hòa ô tô này, nó còn gió cứ khỏe luôn. Cả một năm làm việc thì mình có thể bỏ ra chấp nhận lỗ 10-15 triệu được đi chơi Tết. Còn đồ xe này thì em cũng nói thật là nếu mà các bác mà đến chốt thì cũng chả lãi lời gì mấy đâu anh ạ. Xe này sẽ đẹp cực đẹp nên là giá nó cực kỳ cứng nhá. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho anh em. Sau đây thì em sẽ tiến về phần khoang máy cho anh em xem. Máy nổ cực kỳ êm anh em ạ. Ngồi trong xe không thấy rung luôn, không cảm nhận được gì luôn. Hệ thống đèn bi này, form này rất là đẹp. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Fortuner sản xuất 2012, đăng ký 2013, phiên bản số tự động, máy xăng 2.7. Đó, máy số zin rất là đẹp này, cabin chuẩn anh em ạ. Đó, máy nổ cũng siêu êm luôn. Đây là phụ chi ABS, phanh đĩa ABS. Wow. Đây anh em nhìn này. Quá là ấn tượng luôn, một chiếc Fortuner 2012. Đẹp đến từng cm zin cả xe luôn. Đấy, hệ thống phao chỉ đây, tất cả là còn nguyên bản như cái ốc nước đầu rằng này, tròn vo nhá. Đó. Máy nổ siêu êm luôn. Chiếc xe này em bao test cho anh em nhé, bao test hãng. Anh em mà mua được con xe này thì quá tuyệt vời luôn nhá. Thực sự là may mắn khi mua con xe này. Và tất nhiên rồi, mức giá nó sẽ hơi cứng hơn những chiếc xe khác bình thường. Chiếc xe đẹp toàn diện từ đầu đến cuối. Anh em có nghe thấy tiếng máy không đúng không? Đó, chiếc xe quá là ngon. Vâng, anh em mà quan tâm thì liên hệ ngay em Khánh Zalo 0818733286 hoặc số 0917165240. Anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, xin kết thúc video này. Xin chân thành cảm ơn anh em đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Hành. Xin chúc anh em luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công cuộc sống. Xin chào và gặp lại anh em ở những video tiếp theo.